Mình xin chào tất cả các bạn hội viên, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cả nhà và các bạn một số thủ thuật thắt nút trong bộ môn câu cá nha các bạn. Thì tất nhiên là mình làm video này chỉ dành cho những bạn mà chưa biết hay còn bỡ ngỡ mà mới tập câu thôi nha các bạn. Còn câu mà chuyên nghiệp rồi thì xin bỏ qua cái video này nha. Mà những người cũng đã biết thắt mà kỹ thuật cao rồi thì cũng xin bỏ qua video này nha. Cái này là mình xin chia sẻ cho những bạn mà mới bước vào bộ môn câu cá giải trí. Thì cũng có một số các bạn hỏi mình là cái cách thắt nút chữ T như thế nào của các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn ấy cũng như các bạn là cách thắt nút chữ T sao cho đẹp và chắc bền nha các bạn. Xin mời các bạn cùng đón xem nha. Thank you.